Xin chào anh em quay trở lại với kênh Thiên Nhai TV. Hôm nay mình mang đến cho anh em một trận tâm ma tháng tại server S743. Và cái trận tâm ma tháng này được chia sẻ bởi một người anh em có nickname đó chính là Phương Nguyễn. Như vậy là ở cái vòng gửi xe này có lẽ chúng ta sẽ trôi qua rất thuận lợi, bởi vì mình vừa chơm được một cái quần thể kim cang tại khu vực số 14 anh em ạ. Và xử lý ngay một cái tiềm treo, quá nhẹ nhàng cho anh em rồi. Mình sẽ nói về cái đội hình của chúng ta hôm nay nha. Hôm nay mình sẽ có Đường Môn Phát Trận, Dừng Môn và Thiên Vương. Thật ra đội hình này chưa phải là một đội hình tối ưu và mạnh mẽ cho một cái trận tâm ma tháng đâu anh em ơi. Bởi vì Đường Môn Phát Trận nếu mà chơi hiệu quả thì chúng ta cần phải có sự hỗ trợ của Trường Ca. Đặc biệt là Trường Ca nha anh em, bởi vì cái thuẫn Trường Ca sẽ giúp cho Đường Môn chúng ta sẽ ngăn được cái việc bị phản đòn rất là nhiều, cực kỳ hiệu quả luôn. Còn Dương Môn với Thiên Vương thì có lẽ chúng ta sẽ gặp vấn đề khó khăn trong đầu trận khi mà anh em phải liên tục hồi máu nếu mà chúng ta bị giao tranh. Rồi thôi, cái đội hình này thì cố gắng anh em thủ một đầu thôi. Chiến thuật đưa ra đó là vòng số 1 phòng thủ, vòng số 2 thì cố gắng ăn hồi. Chúng ta tiếp tục up về khu vực số 12, có một con tàn kiếm vàng hoa nữa kìa. Vỏ đen. Anh em thấy phản đòn Đường Môn chúng ta đã mất khoảng 30% sinh lực. Cái con phá trận này đam rất là to anh em ơi, cực kỳ to và khống chế rất là khó chịu. Anh em mà quýnh sơ ý thì khả năng bị Đường Môn này nó kết thúc rất là dễ dàng. Nhưng nó cũng là môn phái cực kỳ mong manh dễ vỡ. Và ở phiên bản hiện tại này thì mình thấy là cái con Thiên Vương cũng là một môn phái anh em áp dụng vào các trận tâm ma khá là hiệu quả nha anh em. Bởi vì Thiên Vương có thể gọi là một môn phái khắc chế rất mạnh vào con Đường Môn phá trận. Và thứ hai là trong tâm ma bây giờ cũng mình thấy ít môn phái hài hỏa lắm anh em ạ. Cao lắm thì chúng ta có Thiên Nhẫn, nhưng mà Thiên Nhẫn thì không thể nào xuyên được quần thể kim cang ha. Rồi tiếp tục di chuyển sang khu vực số 14, team chúng ta vẫn rất là hổ báo di chuyển ở đầu trận nè. Có chiêu 2 đặt ra rồi. Rồi ôi dính chiêu 1 của Long Quy. Wow, nguy hiểm cực kỳ này, mà rất may đồng đội mình đã kết thúc được Long Quy. Rồi thôi, giờ có 3 khu vực để farm lính hồi máu, mở tài nguyên. Thời gian của vòng số 1 đã trôi qua được bao nhiêu rồi anh em nhỉ? 2 phút 30 giây rồi anh em ơi. Rồi, quay trở lại khu vực số 13 để chúng ta tiếp tục farm lính. Rồi, team mình vất vả, cực kỳ vất vả giai đoạn đầu trận. Một trận tâm ma tháng. Và anh em thấy ngoài việc vất vả ra thì chúng ta lại có một cái điều may mắn hơn. Đó là anh em không có bị những team khác họ đánh úp nha. Đây là điều may mắn cực kỳ cho một cái trận tâm ma tháng anh em ạ. Một viên hồi phục máu cho Thiên Vương, tuyệt vời. Khả năng chúng ta sẽ có giao tranh ảo tượng rồi anh em ơi. Bởi vì ảo tượng bắt đầu xuất hiện. Ảo tượng khu vực số mấy? Rồi mở bản đồ lên anh em, cho xin cái bản đồ đi nào. Ảo tượng ơi. Buồn thiệt chứ, ta nói là ra rao khang cái cổ họng luôn mà cũng không chịu mở bản đồ. Đó, trời ơi, 3-4-5 luôn anh em ơi, chạy về thẳng khu 3 nha, cẩn thận nha, cho các tăng đi trước anh em ơi. Các tăng đi trước, Đường Môn theo sau, các tăng đi trước để cấu combo của team đội bạn, sau đó là Đường Môn nè, có team, một con Đường Môn nữa nha, ý, nó yếu máu rồi, vậy mà vẫn chạy được anh em ạ. Thôi kệ nó đi, mình quay lại mình mở ảo tượng. Rồi. Chúng ta đang mở ảo tượng và hiện tại mình thấy Thiên Vương đã lên cái quần thể kim cang. Khu vực ảo tượng số 5 đã được mở, số 4 vẫn còn. Và chúng ta mở thành công ảo tượng thôi, farm cho Thiên Vương hồi máu xíu đi anh em, úp luôn à, quá hổ báo vậy. Bình tĩnh anh em ơi, khu 5 mở xong chắc chắn thế nào nó cũng chạy lên khu 4. Hey, chiến thuật này đúng hay sai đây? Lướt vào, có tim, đó là tiêu dao, Thiên Vương đã xoay trì rồi. Trời tội Thiên Vương mất bẫy, Thiên Vương ơi. Rồi thôi rồi xong Thiên Vương rồi ấy cha. Có cái quần mà không chịu nắm kéo lên. Như vậy là anh em thấy là Dương Môn với Đường Môn ưu thế quýnh tầm xa để cho ông Thiên Vương vào xây trị khí thế luôn, ăn trọn cái combo của team đội bạn anh em ơi. Tiếc quá, mình đã mất đi một thành viên. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn có Đường Môn với Dương Môn. Tiêu dao kìa, thôi bỏ đi. Cho nó làm chùm đi anh em, mình là cái team gọi là lát về sau. Dương Môn mình rất khổ báo với cái ưu thế đó là khắc hệ tiêu dao. Rồi thêm công lôn nữa, cẩn thận. Dương Môn chúng ta đang bị khống chế rồi, Dương Môn đã quay trở lại khu vực số 3. Đội bạn có cả tiêu dao và công lôn. Thấy chưa, tội tham nè anh em thấy không? Đó nãy mình ở lại khu 3, mình ăn mấy cái rương vòng số 1 mà anh em đúng không? Dạo này chiến thuật của mình quýnh chắc lắm nha anh em ơi. Cứ mở tượng vòng 1 xong là mình ăn rương thôi. Chừng nào có quần thể kim cang mình bị úp.
Như vậy chúng ta có một viên hồi phục mà hỗ trợ Dương Môn. Nhưng mà mấy trận tâm ma mà hổ báo vậy thì anh em lại thích xem hơn. Nó kỳ lắm anh em ạ. Tâm ma muốn win dễ thì phải quấn chắc kèo thì phải thật là chậm. Còn tâm ma mà muốn nhiều người xem thì phải quấn hổ báo. Mà hổ báo thì tỷ lệ tạch rất là cao nha anh em. Nghịch lý ở chỗ đó anh em ơi. Bởi vậy nhiều khi anh em xem live, anh em xem những cái buổi live của mình, anh em thấy mình đánh khá là hổ báo. Bởi vì muốn cho anh em xem những cái pha combat thật mạnh thôi. Chứ thực ra quấn vậy dễ ngọt lắm anh em ạ. Rồi, một cây rừng nổ luôn. Quá nhỏ. Bây giờ team chúng ta đang nương tựa vào nhau. Tiếp tục di chuyển về đến khu vực số 10 và số lượng đội ở vòng số 1 này hiện tại còn 7 đội. Khá là trống, đã rớt thêm một đội nữa rồi. Những giây cuối cùng, đường môn chúng ta đã quyết định xả combo để hồi phục máu cũng như là kiếm thêm tài nguyên. Và thời gian của vòng số 1 đã kết thúc. Bây giờ chúng ta chỉ còn có 6 đội. Đấy, điểm danh về thương nhân đi bà con cô bác ơi. Đó, tiêu dao nè. Nói chung là mình nhìn sơ sơ, mình cũng không cần nhìn hết đâu nè. Mình cũng biết là trong bản đồ này bèo bèo cũng phải có tiêu dao với cung luôn. Đó, hai môn pháo phái cực kỳ chủ đạo luôn. Hên hên thì có thi mấy bạn thiên tâm nữa đúng không? Đó, giờ tâm ma chỉ có nhiêu đó thôi. Ok, có team treo kìa. Vẫn còn team treo anh em ơi. Một team treo đã lên 7 điểm số và chúng ta đang còn 5 đội trong bản đồ. Rồi, farm xong thì team mình sẽ bắt đầu di chuyển về đâu đây anh em ơi? Về 3 hay là về 11? À không, về 3 hay về 10? Dương Môn vẫn đang có mặt tại khu vực số 12 và chúng ta đang mở một cái rương. Dấu hiệu ở vòng số 2 này mình thấy nó cũng không có quá căng thẳng anh em ơi. Vòng 1 mình cũng nhẹ nhàng ha. Chỉ có một cái pha giao tranh tại khu 4 là nó hơi lấn cấn với tiêu dao và cung lôn. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục di chuyển để chế tài nguyên có cung lôn. Đường môn chúng ta đã sử dụng chiêu 2. Thật ra thì chiêu 2 đường môn cũng hồi khá là nhanh nha anh em ơi. Do đó anh em cứ việc xài đừng có tiết kiệm quá chiêu này. Quan trọng anh em, cái anh em tiết kiệm đó là chiêu số 3. Đó là chiêu cứu mạng của chúng ta, rất là quan trọng luôn. Rồi thêm có tiêu dao nữa kìa và ồ kéo Dương Môn đó. Xong cung lôn bị khống chế này, cung lôn báo hại tiêu dao nè. Xong rồi biết báo hại cung lôn hay báo hại tiêu dao đây, tiếp tục khống chế Dương Môn ơi, tuyệt vời. Và như vậy chúng ta đã kết thúc được cung lôn của team tiêu dao và đây chắc chắn chính là cái team đã giao tranh với chúng ta tại khu vực số 4 anh em ơi. Hey, cái này mình thấy quen quen, tự nhiên xem cái tình huống đó xong lại nhớ lại đôi lúc team mình cũng có tình huống đó anh em ạ. Kiểu công lôn mới chạy ngang, ê tụi nó tên khuôn mười kìa tiêu dao ơi, tụi nó tên khuôn mười kìa, giờ vô úp nó nha. Nó tiêu dao vô làm các kiểu còn đại biểu, xong công lôn lên chết anh em ạ. Thầy ơi, báo hại đồng đội, xong báo hại mình luôn anh em ạ. Rồi anh em nào có rơi vô tình huống này để lại comment nha, để coi có cùng chung chí hướng với nhai hồng nha anh em ơi. Bây giờ chúng ta đang còn 4 đội và đội bạn sẽ còn một tiêu dao. Vẫn là chiến thuật phòng thủ bởi vì Dương Môn chúng ta đã yếu máu rồi anh em ơi. Trời, Dương Môn yếu máu không lo đi hồi còn cố gắng mở gương. Wow, Dương Môn chúng ta tài nguyên rất nhiều nhưng hiện tại anh em vẫn chưa dám. Ủa có Dương Môn nó kìa, lướt lẹ rồi qua đây. Còn kia mình có Dương Môn mà chơi Dương Môn ơi. Ôi thiếu lầm nữa, thôi chạy. Wow, phản đòn khá là kinh khủng khiếp. Có lẽ chúng ta nên cần về thương nhân để trang bị thêm những quỷ bí kíp nha. Dương Môn đã di chuyển sang khu vực số 2. Như vậy là trong bản đồ này cũng có một team với hai môn phái hệ kim, đó chính là Thiếu Lâm với Đường Môn anh em ạ. Liệu là Thiếu Lâm với Đường Môn sẽ đối đầu với Dương Môn với Đường Môn sẽ như thế nào đây? Thôi lụm hết luôn đi, khỏi cho Dương Môn ăn. Dương Môn xíu hồi cũng ngẫm mà anh em ạ. Nó vui thật nha anh em. Đây, Thiếu Lâm đã di chuyển qua, Thiếu Lâm cũng đang yêu máu. Thiếu Lâm có hàng lông côn chưa? Thiếu Lâm đã bị khống chế và Thiếu Lâm đã lên 7 điểm số rồi. Và như vậy chúng ta đã thấy một team nữa lên 7 điểm số. Chắc chắn là team của Đường Môn đã chạm mặt với một team nào đó anh em ạ. Bây giờ chúng ta lấp ló về đến khu vực số 3. Khá là trống. Rồi, Dương Môn gom lính lại, sẵn các combo là mình hồi máu rất nhanh anh em ạ. Ảo tượng vẫn chưa được mở, ảo tượng khu vực số 9 đã mở rồi. Và chắc chắn sau khi họ mở xong 9 thì họ phải di chuyển sang 2 thôi anh em ơi. Đấy, cung lôn, vẫn còn cung lôn trong cái bản đồ này. Ui, cẩn thận, cẩn thận.
bình tĩnh anh em, bình tĩnh anh em, nó đang có chiêu ba anh em ơi. Wow, đứng chung với nhau rất thốn. Không biết là Dương Môn chúng ta có thể rút lui thành công không. Dương Môn đã rút lui thành công rồi. Bây giờ thì các thành viên chúng ta lại tiếp tục núp về khu vực số 12 để farm lính. Nói chung là tâm ma anh em yếu máu thì mình núp là mình farm đúng không anh em. Quan trọng là team bên kia nó không có đuổi theo mình anh em ơi. Hơn thua nhau chỗ đó đó. Ví dụ anh em vô cái map tâm ma mà team kia nó hổ báo hay nó luồn lách, nó chui các đầu này cùng kia nó kiếm anh em, thì lúc đó chúng ta mới vất vả anh em ạ. Dương Môn vẫn tiếp tục chờ lính để farm hồi máu. Dương Môn đã di chuyển sang khu vực số 11 rồi. Ôi, có người có quần mới chạy vô kìa anh em. Không biết anh em có thấy không, chứ mình vừa mới thấy lấp ló tại cửa ngay khu vực số 11. Dương Môn đã chạy rồi. Rồi, Dương Môn chạy thoát thân thành công rồi anh em ạ. Căng thật sự. Chúng ta đang chờ đợi một điều gì đó. Một cái quần thể kim cang, trời ơi đúng luôn. Và Đường Môn đã mặc quần. Bây giờ chúng ta di chuyển thẳng về đến khu vực số 2. Khu vực ảo tượng số 2 vừa được mở luôn anh em ạ. Ôi Dương Môn chạy đâu vậy? Xuống khu 1 luôn anh em. Wow, rừng rất là nhiều. Và như vậy là có lẽ các thành viên trong team chúng ta sẽ dừng lại để mở nhẹ nhẹ mấy cái rừng nha. Rồi mở rừng đi anh em. Trời, không mở rừng à. Chúng ta tiếp tục farm để hồi máu. Trời ơi, anh em thấy ứa gan không anh em? Khu 9 tôi nói quá trời rương luôn, chạy thẳng về đến khu 25 mở rương. Ây cha. Thời gian của vòng số 2 chỉ còn vỏn vẹn 20 giây nữa. Và số lượng đội vẫn còn đến 3 đội anh em ạ. Như vậy là thời gian của vòng số 2 kết thúc tại đây. Và ở cái vòng số 2 này mình thấy nó trôi qua rất là im đẹp cho đội hình của chúng ta. Một pha giao tranh với Cung Lôn và hồi máu đến hết vòng. Bây giờ thì thời gian của vòng số 3 đã bắt đầu rồi. Và không biết là những môn phái còn lại trong bản đồ tay đỏ là môn phái nào. Trước mắt chúng ta phát hiện được một team, đó là Cung Lôn thức tỉnh solo. Có lúc tỉnh phải tỉnh trong trận này nha anh em, chứ mà không tỉnh trong cái trận này là dễ bị Đường Môn khống chế và kết thúc lắm anh em ạ. Rồi, chúng ta tiếp tục di chuyển. Hai thành viên vẫn đang nương tựa lẫn nhau. Một chiến thuật rất chắc chắn. Đây, đó là... Ủa, chỗ tiêu dao. Treo rồi. Trời ơi, team còn lại là team treo anh em ạ. Trời ơi, cái trận tâm ma. Bây giờ chúng ta sẽ đối đầu với con Cuồng Lôn thức tỉnh. Cuồng Lôn ơi, Cuồng Lôn đã có quân. Thôi chạy. Wow, Dương Môn đã bị khống chế rồi. Để xem Cung Lôn có thể kết thúc được Dương Môn chúng ta hay không. Đường Môn đã bắt đầu quay trở lại nè em ơi. Có chiêu 2 nè, khống chế rồi xong. Quá ngọt luôn anh em ơi. Phải nói là Đường Môn canh thời gian khá chuẩn trong tình huống vừa rồi nha. Và trận tâm ma tháng đã kết thúc rồi. Nếu như anh em yêu quý trận tâm ma này, hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.